Hi hi hi, xin chào các bạn thân mến, mình là The Lam. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại chơi tiếp Mafia. Hôm nay mình có một cái tin vui cho các bạn. Các bạn có thấy điều gì nó khác khác không? Chúng ta đang sử dụng một cái mod đồ họa tên là Sweet FX gì đó. Được ông Rennie ổng đưa cho xài thử. Cái mod này nó làm cho mọi thứ nó trở nên nó thật thật hơn, và nó mang cái một cái màu sắc và kiểu cũ cũ như những cái năm hồi đó vậy đó. Thì bây giờ mình sẽ bật tắt đi và bật lại để các bạn so sánh thử này nha. Mình để cái nút nút này là hình như nút Strong Lock thì phải. Đây, cái này là tắt mod nè. Các bạn thấy mọi thứ nó mờ đi hẳn thấy không? Ngay cả cái mặt thằng Lincoln nó cũng mờ, còn cái này là mở mod lên nè, đó, sáng lên thấy không? Tuyệt vời. Và có mod đồ họa đẹp như vậy rồi thì việc đầu tiên chúng ta sẽ làm là đi vòng vòng thành phố để ngắm cảnh chơi đã. Xong rồi chúng ta sẽ lại làm tiếp nhiệm vụ. Biết rồi, mình lái xe tới đây đúng không? Nhưng mà mình sẽ lái xe vòng cung. Ý là mình lái một vòng như này nè. Bây giờ mình lái một vòng 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 quanh cái khu Buckley Mill, xong rồi quay trở lại Delay Hollow thôi. Để xem cái đồ họa nó đẹp như thế nào. Bây giờ mọi thứ nhìn rất là đẹp rồi đó, nhưng mà nó không có, nó mang một cái màu sắc kiểu như là cũ cũ, vẫn còn tối tối. Ồ, thấy chưa, sáng đẹp luôn tại đường phố cơ. Và cái mod này nó cũng không có tốn nhiều cái sức đồ họa máy, nó không có làm mình giảm FPS, thậm chí nó còn tăng FPS cho mình nữa nè. Bây giờ mình đang chạy khá ổn định ở mức khoảng 55 60 FPS rồi. Đi làm tour the new Bordeaux ha. Đường rộng đó, có một mình chạy rồi quá đã luôn. Để quay lại coi bản đồ coi. Bây giờ sẽ đi đến đây xong rồi quay trở lại. Cái tông này là tông theo kiểu màu vàng vàng buồn buồn hay sao á, kiểu cũ cũ xưa xưa cho nó phù hợp với lại không khí game chứ không có tươi sáng như là GTA 5. Ồ, mình chạy nhanh quá hay sao mà bị cảnh sát nó ngó kìa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại Death Hollow. Một tô như vậy là đủ rồi. Cái cốt truyện ở trong cái tập trước đó là Lincoln được ông cha xứ James với lại thằng bạn khi mà đi chung quân đội ở Việt Nam đó, tên là Donovan giúp đỡ. Thì Donovan đó, trước đó là hình như là làm trong CIA hay sao á, cho nên rất là rành các nghiệp vụ kiểu như truy tìm thông tin, điều tra này nọ. Và cái bước tiếp theo mà Donovan đề nghị với lại Lincoln làm là bây giờ chúng ta phải vực dậy cái băng Hollow rồi nè. Lúc này băng Deadly Hollow đang bị kiểm soát bởi một cái bọn mafia, băng mafia nào đó do tụi San Marcano nó cử đến. Và chúng nó, cái băng Haiti á, nó cũng không có thích cái tụi mới đến cai quản này. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái thằng thủ lĩnh của cái băng Haiti mới nổi. Thủ lĩnh hồi trước tên là Ba Cà và thằng đó nó bị chết rồi, và thằng mới nổi nó lên. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hắn để thuyết phục, kiểu như là kẻ thù với kẻ thù là bạn. Thì chúng ta có chung kẻ thù với nhau thì chúng ta sẽ là bạn của nhau. Vậy thì kiểu vậy đó. Ở đây còn mở cửa ra sao ta? Đạp cửa vô. Ôi! Im mày. Không sao. Ồ, vô đạp cửa cái luôn, gớm thật. Các bạn thấy mà mọi thứ nó không bị mờ nữa, chơi quá đẹp luôn.
thấy không, đầu thằng chọc nó không bị mờ nữa, nó sắc hơn nhiều rồi, good, rất là tốt. Ồ, có tiếng chó sủa, hình như ở trên lầu đúng không, quỷ đó ngủ ở trên lầu. Charles Pierce Hurst là sao nhỉ, có ai trong đây à? Ồ, ớ, ngồi đây và đợi à, that's it. Yeah. Ồ, em, anh đợi em lâu rồi. Cà phê. Đơ. Tỉnh phải. Nice trick you pulled back at the Haitian camp, pretending Baca was holding you prisoner. And I held you while dead. It appears we both full of surprises. Certainly does. What can I do for you, Lincoln Clay? I want you to help me kill Sal Marcano. I see. A few months ago, you was trying to kill me. Now you break in here and expect me to trust you? Now that Marcano's backing the Dixie Mafia, it's only a matter of time till they come for you. And when they do, they'll kill everyone standing in their way. Lest I hitch my horse to your wagon, so to speak. I'll see to it that you get the hollow. After that, depends on how things shake out. Do you know why Sammy and I were at war? On account of you going after the lottery. Please. Just because you don't want to face some uncomfortable truths ain't a reason to act naive. Sammy and I were fighting because the people in Dahala deserve better than a two-faced old man who handed out cans of food whenever the mood hit him. Who always did what Sal Marcano told him to do, even if it pitted him against his own people. He did the best he could. And yet his best didn't amount to much, did it? Once I have the holler, I run it as I see fit. No questions asked. Long as you give me access to your muscle, your connections, and a place to hold up from time to time, you can do what you want. Marcano replaced Sammy with a man named Richie Doucette. Do you know of him? Assume he's Dixie Mafia. He's a wooster. Likes to kidnap black teenagers and take them out to the bayou. After starving them for a few days, he cuts them loose, tells them to run. Sometimes he brings out the dogs, you know, for old time's sake. That's how he killed my sister. This is all I have left. How do I find him? It's still dangerous around here for him, so he stays on the move. But his men operate out of the community church in the old theater, Pearl as it used to be called. It was named after Sammy's wife. I'm taking it down first. One of my men have been staking it out. Seeing what he can learn about how it's being run, you should talk to him and see what he knows. Once I deal with it, I'll see about the church. See anything you need? Oh, có gái các bạn ơi. Không biết Lincoln có cua được cô ta không. Thấy hai người nói chuyện khá là nhiều. Đó. Gì đây? Associates. The basic arm dealer has mobile weapon and description store. À, mà buôn bán vũ khí hả? Buôn bán vũ khí lưu động hả ta? You can view upgrades for arm dealer in access menu and under associates upgrade. Chúng ta có thể xem cái những cái nâng cấp vũ khí và trang bị của chúng ta ở chỗ nào ta? Associate upgrade hả? Bấm tab coi. Access. Right.
Cassadon. Cái này là hình hay sao á? Oh yeah. District Zero Controls. Oh, bà này là ông chùm của băng Haiti mới à? What the hell? À, nãy giờ té ra là vậy, nãy giờ Lincoln cua cua nhỏ đó nói gì mình không để ý nữa, tại mình đang chú ý vào cái khác. và bây giờ chúng ta làm gì nhỉ? Nothing. What the fuck? Oh, bây giờ mình có Cassadors hoặc là CIA. CIA ta. Chỗ này là của chỗ của thằng John Donovan. Park Photoshop. Bấm tab để chọn một cái nhiệm vụ à. What the fuck bây giờ? Đâu có. Bây giờ là vô đây chứ hả? Đây. Yo yeah, vũ khí nè, khẩu MP4 mà. Bấm phím gì để qua ta? Enter the view detail, ok. Oh what? À cái này đổi được hả? Shotgun, handgun, automatic weapons, rifles, special weapons. How about khẩu súng trường. Súng này toàn súng nhắm không à. Cũng có nhiều thứ để chúng ta nâng cấp hết chứ. Nhưng mà hiện tại mình đang có 500 đô với lại 1200 gì đó. Chúng ta thử kiếm khẩu súng này rồi. Thompson à. À Trent 1938 Brums. Trent 1938 Anderson 18 Isaac. Oh nhiều tiền quá vậy. Oh man. Chả đủ mua cái gì hết. À, equip for free nè. Khẩu này equip for free, alright. Và mấy khẩu này là tốn tiền đúng không? Back. Shotgun equip for free, ok. Handgun equip rồi. Rồi. Rifle, có khẩu nào free không? Free luôn nè. Rồi. Ủa? À không. Mình chỉ chọn được chọn một trong số những cái khẩu đó thôi. Chắc lấy khẩu này ha, khẩu súng trường này đi, bắn súng nhắm. Phát ra, chỉ lấy một khẩu trong số những cái khẩu đó thôi. Ok, cảm ơn anh bạn. Nào nào, bây giờ mình làm cái gì đây? Để vô trong đây coi khẩu súng chứ đứng ở ngoài coi súng nhân dân, người ta thấy. Này súng số 1. Đó, súng trường nè. Ê, đừng có chĩa súng cho người ta mày. Nó báo công an á. F để ấn scoop đúng không? Left shift để hold red. Oh, that's nice. Oh, dạ, yeah. Mình lấy khẩu này là chính xác. À, ai quá. Chúng ta lúc nào cũng muốn là một sniper. Cái khẩu súng nó giấu đâu rồi, hay thiệt đó. Đừng nó giấu ở trong áo khoác của nó nha. Ok, bây giờ talk to the voice. Talk to the voice. Ở đâu nhỉ? 164 mét. Tại sao chúng ta lại đi vào cái nhà này, đi đường tắt qua nè. Gì đây? Story mission, talk to the voice. Oh, có gái bạn ơi. Lẹ lẹ anh em ơi, có gái. Có gái, có gái. Ơ mà cái xe của Lincoln đâu? Để lấy xe cái. What the hell? Đi đường nào? Đi xuyên qua đây luôn nữa. Ở khu nhà này giống khu của những cái người có thu nhập thấp, như người dân cư lao động. Hình như chúng ta tới rồi thì phải. Ở đây đi bộ qua đi. Để xe đây nè. Chắc là không ai lấy của mình đâu.
couldn't be more proud of her. Cái quán này ở đâu nhỉ? Ở đây à? Ơ? Lincoln, you a sight for sore eyes. Wow, nhân vật nào đây? What do you want? Bây giờ nhiệm vụ mình là gì? Talk to the voice. A very motivated locals want to have freeze the hollow of the Dixus Mafia. Dixus Mafia là cái bọn mà thằng Georgie nó nắm tới để mà kiểm soát cái vùng Deadly Hollow này. Và có một người muốn giúp chúng ta giải thoát khỏi cái sự kiểm soát đó. Và chỗ đó chính là người này sao? Nè, cái vùng Deadly Hollow ở đây mình chưa cho các bạn coi cái bản đồ của cái thành phố New Bordeaux nữa ha. Ở đây là vùng Deadly Hollow nè, các bạn có thể thấy nó nổi lên nè. Vùng Buckley Mill. Đây là vùng Bayou Fontstump, River Rose, South Downs, Downtown, Frankworth, Tickleford Harbors, Point Spurdens, Frisco Fields. Và hết rồi, tổng cộng là 10 cái quận tất cả. Và quận chúng ta đang bị kiểm soát bởi một thằng tên là This Is Mafia. Ok, chào anh bạn. Laveau, been a while. Wasn't expecting to see you working with the Haitians. It's either this or bow down to them fucking coon asses. And you know I ain't ever been one to bow down to anyone. Ain't that the goddamn truth? Cassandra phoned ahead. Say you going out to Perlis. Asshole named Merle Jackson runs it. Turned it into a brothel. Let's white fellas come in and do whatever they want to our young sisters. How do I get to them? You don't. Not yet anyway. A lot of those Dixie fucks try to stay out of sight. There's someone put a bullet up their ass. If I hit his operations, he'll have to come out and deal with me. I got an idea how to get his attention. He got some girls locked up on the second floor of Perlis. Calls them his thoroughbreds. Has them strung out on all kind of shit. He makes a lot of money off them. Go in there quiet. Get them out of there. I'll let you know when it's done. Hey, I'm sorry to hear about Sammy Nellis. They always did right by me. Như vậy đây là một cái chỗ là phải nói là thân tình với mình. Và anh ấy muốn giúp mình để chiến đấu với lại bọn San Marcano. Và đầu tiên là bọn This Mafia trước ha. Busting up records. Every record vulnerable. Hit therapy to make money for. À bây giờ mình phải đi phá hoại những cái địa điểm hoạt động ăn chơi của trong cái quận này. Và nếu mà tình trạng phá hoại nó diễn ra quá nhiều thì cái thằng Racket Boss nó phải đi ra nó đối đầu với chúng ta. Và sao đây? Có gái nữa kìa. Draw out money. Bắt thằng đó xuất hiện bằng cách damn his prostitute racket in the hall. Bắt thằng đó xuất hiện bằng cách gì ta? Quậy những cái con gái điếm của nó ở Hollow à. The first step, cái bước đầu tiên để chúng ta làm điều đó là giải thoát những cái cô gái đang bị giam giữ ở Dockets. Không phải quậy, có nghĩa là kiểu như mình phá hoại cái công ăn việc làm của đó. Tụi nó là cho thuê, gọi là cái gì, cho mại dâm đó. Cho nên bây giờ mình sẽ đi mình giải thoát những cái cô gái đó, là mình phá hoại công ăn việc làm đó rồi. Ok, cảm ơn anh bạn. Đem 15.000, chúng ta phải hóa hoại được 15.000 đô à. Yeah, man. Ở đâu nhỉ? Ở đây có một cái nhà thổ nè. Bây giờ chúng ta sẽ tới đó ha. Prostitutes, free the strung out girls. Ok. Quay lại lấy xe của mình. Để kiểm tra súng đạn nè. Súng lục nè. Gì vậy? Quên. Cái tưởng lúc đó là nút bấm kèn nha. Nó
cái nút bấm kèn là lúc nào ta? Ví gì? Error? No. Ở ban đêm bây giờ thấy mọi thứ nó có vẻ sáng sủa và đẹp hơn nhiều ha. Nó không mờ nữa, không mờ nữa là tốt rồi. Và cái xe nó kiểu như nó cũng mình thấy cái xe nó cũng thiệt hơn rồi đó. Bây giờ nó tắt bớt mấy cái đổ bóng đi rồi. Đó là một cái lợi thế mà khi mà các bạn chơi ở trên PC thì người ta có thể tung ra các bản vá, các bản patch và các bản mod do cộng đồng game người ta họ đưa lên. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa chơi được đủ 60fps thì mình vẫn chưa có thể đánh giá cái trò chơi này là 10 điểm được. Ở đây à? Ở đây là có một cái kho vũ khí lưu động nữa nè. Còn ở trong đây chúng ta có cái gì nè? Mình đi sưu tầm thử coi. Có cái những cái chấm xanh xanh ở trong đó có thể là thứ có gì đó mình có thể sưu tập được ha. Oh, có sâu nhảy nhảy. Mua lửa nữa ta nè, coi nè. Enter the deep dark jungle. Oh man. Đi vào khu rừng sâu và đen tối. Cô gái này tên là Jenna Lansfield. Có ba sâu, còn gái này. Gái này tên gì? In the flat assignment. Bear nudity. Oh, chân chuồng luôn. Exclusive girl luôn. Adults only $150 hả? Oh, Lincoln giờ có không có nhiều tiền nhưng mà cũng đủ đi xem set show được. Em này trắng. Hey em. Thằng kia làm sao? Có khi mình phải đi đánh lộn với nó không chừng. Có gì nguy hiểm không ta? Mà thôi. Để từ từ nói chuyện với em đó sau, bây giờ mình đi vô coi. Không biết chúng ta có thể đi vô đây chơi được không? Oh yeah! Yes baby! Yes! Oh, ngồi xuống đây. What the fuck? Yeah. Mình phải kiếm một cái nút nào đó để mình ngồi ghế mới được. Control. Nào. Key remaps. Movement A-dub. Claim the space. Tại họ mới đổi ra cái những cái layout nút mình nữa cho nên mình chẳng thuộc luôn. E này, V này, milliliters. Underline shoot bắn đại à. Pick up C. Driving. Horn là T. Ok. Và chúng ta không có nút ngồi à. Và có cái nút nào để mình tắt hết những cái hot không ta? Option. Chỉ có nhiêu đó thôi à. Weapon, vehicle combat. Có vẻ như là không rồi. Thôi, phải ngồi xem kiểu này cũng được kìa. Oh. Hey em. Leo lên đi. Ủa sao không nhảy nữa? Lincoln làm nó giận rồi, đi vô rồi. Hay à, chỗ này có tiền đô nè, ăn cắp được á. Và không có ai lấy. Chắc không vậy? Sure mình có thể lấy được tiền này không? À, thử đi. Yeah. Ăn cắp số tiền kìa. Damn remain 14.750. Yes. Ở trên kia có những cái thằng màu đỏ như vậy là thằng đó nó kiểu như bảo kê ở khu này á. Tốt nhất là chúng ta tránh xa nó ra ha. Lại ra nhảy nữa kìa. Va vùm. Ôi mấy đứa này làm gì vậy? Ôi. Chúng ta bị chú ý nhiều quá. Kiểu như có một thằng bảo vệ nó ra kìa. Yeah, ở đây có những cái tốt nhất là mình không có nên đi lấy những cái tạp chí đó, tại vì hoặc là mình lấy để mình làm một cái clip nào đó, mình sẽ lấy đi riêng để làm riêng để mình đi lấy những cái tạp chí, tại vì khi mà lấy cái tạp chí đó nó hiện những cái ảnh mà nó 18 cộng á,
thì mình sẽ phải lại giới hạn cái độ tuổi khi mà coi cái video, và một số bạn nó sẽ không có coi được, cho nên chúng ta sẽ để dành cái việc đó để cho một cái video khác. Giờ chúng ta sẽ quay lại tập trung vào cái hỏi cô gái này coi. Mr. Laveau told me you'd be coming. The girls are upstairs. Be careful. Merle's people are all over the place. I will. Thanks. Upstairs đúng không? Ba cô gái ở trên lầu. Would you watch it, please? Cái đầu mẹ. Kế okay, làm cách nào chúng ta đi lên lầu đây? Hostile zone. Khu vực này nó nguy hiểm. Có khẩu súng nè. Yeah. Ủa, như vậy là rớt khẩu kia à? Phải bỏ một khẩu à? Thôi lấy khẩu này. Có cùng lắm thì mình đánh nhau với nó thôi. Sợ gì? Mà khẩu này xịn hơn không? Khẩu này có 36 viên à. Mình khẩu này có 30 viên lận. Tốt nhất chúng ta chẳng nên dùng súng để làm cái gì. À mà mình hình như là có cái nút để mà dùng con dao đúng không? Con dao là cái gì ta? Nãy các bạn thấy không? Mình không thấy. Keymob Milliers Acti Interviews là V à? Whistle Tease. Không có nút dùng dao à? Counter Left Antennas. Ok. V. À dạ. Là cái này. Để nhìn xuyên tường. Rồi. Cái đường này đi lên nhưng sao không có đi được. Chúng ta sẽ phải kiếm đường khác để đi. Có một thằng bảo vệ đằng kia. Để mình thử mình lén lút. Oh. Wow 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 wow. Wow, có một thằng trong này. Có vẻ như chỉ có một mình nó hay sao á. À, có hai đứa đằng kia nữa kìa. Đã thử hít sáo rồi. Come on man, lại đây. Có cần phải làm vậy không? What the hell? Oh, mấy ông kia ngồi ngay cửa sổ mà không thấy hả ta? Ở đây có một cái áo giáp nè. Oh man, đã thêm thằng nữa. Khổ thân thiệt. Ôi, nó lại đi ngay đây nữa rồi. Đưa đây mày. Ô, có người thấy. Witness, chết cha. Ồ, 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 ồ. Sao mà đi được lên trên đó ta? À, có cầu thang mà đằng kia là hai đứa canh rồi. Này, chúng ta nên đi tránh ra khỏi chỗ này đi. Ở đằng kia có một thằng hay sao á? Thì ở trên lầu á. Kiểu như ở trên lầu cho nên nó không có hiện màu đỏ ở đây. Khu vực này là khu vực nguy hiểm ha. Oh man, có hai đứa nó đứng canh ở đằng đó kìa. Đứng đầy dụ nè. Hả? Ê, ngáo vậy trời. Vô đây mày. Shit, all right, let's do it. Got a feeling you're thinking twice about now. Oh man. Cover my ass. Gonna bury you. Oh, không, 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 không ổn rồi. Rút súng ra. Get over in this blind spot. Tao đây nè. Come on man. Yo, back me up. Huh? Yo, smile, asshole. Oh, 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 oh. Drop off me. Vãi. Thế này là chẳng có. Ôi, chúng ta đâu có. Mình không có muốn bỏ khẩu này.
Thôi kệ, lỡ rồi. Đi ra khỏi đây. Oh shit. Ơi muốn làm như assassin mà không được. Đang bắn hết đạn. Mà thằng đó trâu bò thì chứ bắn mấy nhát nó không chết kìa. Phải, hai thằng đó nó đứng chặn cầu thang thì làm sao mà chúng ta có thể đi được. Ố bạn lock 419 đồng nữa chứ. Phải tin nổi không? À, bây giờ chúng ta phải làm lại cái nhiệm vụ anh nữa. Look at the choices we got up there for president. A bunch of old... Sorry about that. Ok, giờ hình như không có thằng nào đứng tâm ở đây. À không, có hai thằng kìa. Ở ngoài này có một thằng đứng canh nè. Oh shit, lại nữa. Lỡ rồi. Chơi tụi nó luôn chứ. Còn nào nữa không? Nạp đạn đi Lincoln. Mày. Sao bọn này nó không gọi cớm à? Còn thằng đằng kia kìa. Gì đây? À, đừng có bắn dân thường, bắn dân thường. À, mình có một khẩu súng nhắm nè. Bấm F để scoop. Nét sợ. Oh god, yeah. Lấy tiền. Chúng ta có rất là nhiều tiền, yeah. No. Mình không có muốn lấy khẩu này. Súng lục là đủ rồi. Đi ngang qua là tự động nó lấy tiền rồi ha. Giải tán khu này. Không có ca hát gì nữa. Những cô gái của chúng ta đang ở trên lầu. Hostile Jones ở phía này. Phía sau. Trời ơi, mấy thằng AI kìa, bắn nhau đã đời rồi. Nó kêu hả, no points looking for him anymore. Ý, mình có cái áo giáp. Oh yeah. Good. Lấy đầy đạn, lấy đạn luôn. Tactical vest of Christ. Lấy full đạn luôn. He's not here. À hình như là nãy mình có thể đi cái đường này được mà. Đúng rồi. Ôi những cái dấu đó là dấu gì ạ? Có tiền nè. 250 đô. Có gì trong này nè. Melee là nút nào ta? À, ở dưới này nè. Ở dưới à? Hình như có một cái đụng tiền ở dưới lầu. Ê, có một thằng ở dưới nè. Mày, thôi gửi. Xong đời. Không thấy tụi nó đâu hết ta. Ôi, hết hồn luôn. Tại sao mình không thấy nó hả? Entrance. Có vẻ như mình đã giết hết cái bọn này rồi. Có người vẫn nói chuyện ở đây. Khách khứa họ bỏ chạy và hết trơn luôn rồi. Hồ vẫn còn người ở dưới kìa. Các em gái của chúng ta đang ở trong căn phòng này. Ok,
ba khu đèn đỏ. Trời ơi, cóc cái đầu tụi bay. Đây là một phòng ha. Oh, hút rồi. Yeah. Oh my god. They were going to. Once you're out of here, go see Cassandra at the Pierced Heart. She'll help you. Ôi trời. Có cái gì nè? I won't let this place break me down one day at a time. But on top, I will see my family again. Okay. Một cô ơi, cho chích ma túy kìa. Phải. Tội nghiệp những cô gái này. Vậy đúng không? Spread the word. Any woman needing help should go to the Pierced Heart. Thank you. Không có gì cô gái. Bây giờ đi ra khỏi đây đi. Để tôi xem trong đây có cái gì nào. Cái độ nghề gì vậy? Cái gì vậy? Tại sao mình có những cái dấu vết này? Bộ có tụi khác lên hả? Súng sẵn sàng. Đó, thằng nào? Ở đây nè. Hey, you. You ran. Mày. You killed him. You should kill all of them. Every last one. Get out of here. Now. Rồi em, anh đã giết hết tất cả bọn chúng rồi. Em cứ đi đi. Để anh đọc xem tờ giấy này. Tell Charlie it's been a good week running so around. Five grand worth of shit and jeans brought in around 7 grand. That ought to get riches of our asses. Ok. Bên đây nữa, bên đây là còn cái tiền nè. Rồi bên kia có một cái băng cứu thương. Mình có thể để dành được. Bây giờ mình đang có 3 cái cứu thương rồi. Nhưng mà có nghĩa là cái đó là maximum mà không có thêm được nữa. Tốt nhất chúng ta nên cầm súng trên tay đi. Bởi vì mình không có biết là đằng kia có cái gì kìa. Ở đây cũng có cái gì nè. À, bật cái này lên để chúng ta có thể tìm thấy những cái vũ khí với lại đạn dược nó dễ dàng hơn. Lấy thêm đạn nè. Bây giờ được có 3.000 đô rồi. Yeah. Mày vẫn còn một thằng trốn ở đây. Cái gì vậy? Ở đây có một sấp tiền nữa. Bây giờ mình còn 3.750 đô để phá hoại. Chúng ta phải lấy thêm cho đủ ha. Medicine cabinet đằng kia. Mình vẫn nghe tiếng nói bên cái phòng này. Kìa. Sao bọn nó đông thế? Lâu lâu vậy, dĩ nhiên lại có một thằng ha. Tiếng ở dưới này nha. Cửa này không mở được nè. Hẳn còn một cô ở bên kia hay sao á, 300 mét nữa. Đi xuống dưới lầu coi. Chỗ này không có đi được hả? Tiền. Ở đây cũng vậy luôn. Vậy là chúng ta phải đi ra ngoài lại à. Ain't never gonna be free from me, boy. Time to howl, motherfucker. Đi ngang qua hết hồn. Oh God. Talk to Donovan. Oh my God. Out of
Ờ, có lẽ là nhiêu đó là đủ tiền rồi đó. Có nghĩa là cũng không cần phải xong rồi về nhiệm vụ. Bây giờ nó kêu mình là nói chuyện với lại Donovan rồi. Mặc dù chưa có đủ số tiền chúng ta cần. Thôi cất súng. Để đi ra ngoài luôn, coi cái xe của mình ở đâu. Mấy cái người này họ không đi đi, cứ ở đây hoài. Thỉnh thoảng là mình sợ hết hồn. Ok, bây giờ xe của mình đâu rồi? Ở đây là nãy mình đậu nó ở đây mà. Mình không có muốn lấy xe của người khác mà mình muốn lấy đúng cái xe của mình cơ. Chẳng thấy nó đâu hết. Thôi à, bây giờ chúng ta ra bên cái bãi đậu xe này lấy đỡ một chiếc đi tạm đi. Lấy chiếc này đi vậy. Oh quá. Có thể là xe của bọn trong nhà hàng đó. Bây giờ trực chỉ lên đường Daily Horror. Đến chỗ CIA hả? The Voice. Ồ, mấy cái ký hiệu này lạ ta. Đi 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 đi. Mà không đúng rồi, đèn tự nhiên đèn xanh mà. Cái xe này chạy không có đã gì hết, xe của Lincoln nó mất tiêu rồi. Cái xe này chạy kiểu như là nó bị chưa thay nhớt hay sao á. Đây Donovan giờ sống trong ở một cái hotel này nè, xe của ảnh kìa, xe quỷ đó, một cam để mình đậu xe vô bãi giỡn đàng hoàng nữa. À đẹp rồi đó. Hey anh bạn, đâu rồi bạn, sống phòng nào? Phòng này nữa. I got a little something for you. You've been running around so much out there, I figured I'd make your life a little easier. You can use this to call on your support. And here I was thinking you were a heartless asshole. Jury's still out on that one. Practice juice, return to the voice. New gear, portable radios. Chúng ta có một cái thứ mới, đó chính là cái... Bây giờ mình vẫn chưa làm xong à? What the hell? Damn remaining. Biết ngay mà. Nào, ok. Calling associates. Bây giờ mình có thể call những cái người bạn, những cái bạn của mình bằng cách xài cái radio được cung cấp bởi Donovan. Mà không cần phải đợi những cái bọn arm dealer xuất hiện để bạn có thể gọi những cái thằng bán vũ khí đó tới và hả, kiểu như là bán tận nơi cho bạn luôn. Ok ha. Mà bấm phím nào? Hold, giữ chuột giữa. Rồi. Hold nè. À cái này là gọi đạn nè, còn cái này là chuyển súng nè. Hay lấy xe của thằng Donovan đi đi. Xe nó cũng nói chung cũng xịn hơn chiếc xe quỷ thằng kia. Ôi. What? Oh man. Có người làm chứng rồi. Nó gọi cớm. Có lẽ chúng ta phải đi ra khỏi chỗ này gấp. Bye bye. Tôi đã đi ra rồi. À ha, bây giờ
What the hell? Quay trở lại Return to the Voice. À, quay trở lại cái chỗ thằng bạn mình nãy đó mà. Ồ, có cảnh sát kìa, thấy không? Cảnh sát đang điều tra những cái khu vực đó. Tốt nhất là mình đừng có quay lại chỗ đó làm gì. All units, pursuit is called off. Abandon search and return to patrols. Repeat, pursuit is called off. Abandon search and return to patrols. I freed those women. God damn if that place in the hellhole. Pains you to see what those redneck fucks are doing, doesn't it? Soon as I get my hands on Jackson, that all comes to an end. Merle's got pimps scattered around the hollow. Is leaning on them to make up for what he's lost. Kill them, and he'll show up at the club. All right. When you dealt with them, come back. I'll be able to confirm that Merle's over at the club. Ok, bây giờ mình lại đi phá hoại cái vụ gì nữa đây? Track down and kill these patrons. À, bây giờ mình sẽ đi giết những cái thằng gọi là đàn em của thằng Dixie cái trong nhóm này nè. You have multi, bây giờ mình có nhiều cái objective. Có thể bấm tab để xem hả? Ok. Oh, đây. Có thể là objective này hoặc objective này, mình có thể chọn một trong hai đó mà. Ở đây chỉ cho nó gần ha. Ok, vậy là chắc là tạm thời mình sẽ save game ở đây và chúng ta sẽ tiếp tục video này vào trò chơi vào video lần tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.